Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi được thực hiện tại Cali, nước Mỹ vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng các bạn câu chuyện liên quan đến các cái tượng đài ở Mỹ với tựa đề là Trump ký sắc lệnh ngăn phá tượng đài. Tổng thống Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh hành pháp kêu gọi bỏ tù những người phá hoại các cái di tích lịch sử tượng đài ở Mỹ. Hiện chưa rõ sắc lệnh này khác với đạo luật bảo tồn đài tưởng niệm cụ binh như thế nào. Đạo luật ban hành vào năm 2003, trong đó đưa ra hình phạt lên tới 10 năm tù cho người phá hoại hoặc tìm cách phá hoại các công trình tưởng niệm cụ binh Mỹ. Tổng thống Mỹ đăng trên Twitter ngày 26 tháng 6 những dòng chữ viết rất mạnh mẽ như sau: "Tôi vừa ký một sắc lệnh hành pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ các di tích, đài tưởng niệm và tượng Mỹ, chống lại các hành động bạo lực gần đây, án tù dành cho những người có hành vi bất tuân luật pháp chống lại đất nước sẽ được nâng lên." Vị thư ký Nhà Trắng là Kayleigh cho biết trong một tuyên bố cùng ngày 26 tháng 6 rằng việc ký sắc lệnh trên, ông Trump đã có hành động quyết đoán để chấm dứt tình trạng vô pháp luật này và bảo vệ đường phố Mỹ khỏi phá hoại và bạo lực. Tổng thống Trump sẽ không bao giờ cho phép bạo lực kiểm soát đường phố của chúng ta, xuyên tạc lịch sử của chúng ta hoặc làm tổn hại lối sống của người Mỹ. Sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ ký ban hành trong bối cảnh chính quyền Trump có những động thái nỗ lực nhằm bảo vệ các tượng đài mà ông gọi là một phần di sản của đất nước. Ông Trump đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ Mỹ là Davis khôi phục tượng của tướng Liên minh miền Nam duy nhất ở thủ đô Washington bị người biểu tình kéo đổ vào tuần trước. Tổng thống Mỹ hồi đầu tuần cũng tuyên bố rằng ông đã ủy quyền cho chính phủ liên bang bắt bất cứ ai phá hoại, phá hủy bất kỳ tượng đài, một tượng hoặc tài sản liên quan khác ở Mỹ, đồng thời tuyên bố những người này có thể đối mặt với án phạt tới 10 năm tù. Phong trào phá tượng đài lịch sử nhằm phản đối những bất công chủng tộc là một phần của cuộc biểu tình mạng sống người da màu cũng quan trọng, nổ ra rất là nhiều tại nhiều thành phố khắp nước Mỹ và kể cả những cái thành phố khác trên thế giới. Chính chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi còn gửi thư tới một ủy ban Hạ viện kêu gọi dỡ bỏ các bức tường của lãnh đạo Liên minh miền Nam khỏi tòa nhà Quốc hội. Biểu tình diễn ra sau cái chết của George Floyd, một người da màu bị cảnh sát Mỹ ghi chết hôm 25 tháng 5 ở Minneapolis, bang Minnesota. Lloyd đã bị cảnh sát ghi gãy suốt 9 phút do liên quan đến cáo buộc sử dụng tờ 20 đô giả để mua hàng, dù đã nhiều lần cầu xin tôi không thể thở. Một nhóm người biểu tình tuần trước ở công viên gần Nhà Trắng định kéo đổ bức tượng của cựu tổng thống Mỹ Jackson nhưng đã bị cảnh sát kịp thời trấn áp. Người biểu tình ở Washington ở cuối tuần trước đã phá tường Albert Spry, một lãnh đạo liên minh miền Nam ở thủ đô, cựu tổng thống Jackson tại vị trí từ năm 1829 tới 1837, từng sở hữu hơn 500 nô lệ trong suốt cuộc đời. Một bức tượng khác của Jackson cũng bị phá hoại bằng sơn đỏ vào đầu tuần trước tại bang Florida. Tổng thống Trump đã đề nghị các lãnh đạo địa phương mạnh tay đối phó người biểu tình. Ông còn đe dọa áp dụng đạo luật chống bội loạn, cho phép tổng thống triển khai lực lượng vũ trang lên lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra cũng nên biết về tin tức một người đã rơi vào hôn mê khi cùng đám đông biểu tình kéo đổ tượng binh sĩ Liên minh miền Nam ở bang Virginia và bị tượng rơi trúng đầu. Sự việc xảy ra trong cuộc biểu tình tối 10 tháng 6 tại đài tưởng niệm Liên minh miền Nam ở trung tâm thành phố Scottsdale, bang Virginia, khi một bức tượng bất ngờ đổ xuống dưới lực kéo người biểu tình rơi trúng đầu một người đàn ông ngoài 30 tuổi đứng ngay bên dưới. Nạn nhân gục xuống và chảy nhiều máu ở đầu và bất tỉnh. Kính thưa quý vị, có lẽ cái phong trào kéo đổ cái tượng lần đầu tiên đã bùng nổ lên đến mức dữ dội như vậy trong lịch sử đất Mỹ.
và cũng có lẽ là hành động của Tổng thống Trump đã được đưa ra trong cái bối cảnh mà các phong trào này ngày càng tăng cao. Chúng ta hãy chờ xem cái tình hình sẽ diễn biến ra sao. Video này không có bình luận mà chỉ đưa ra những cái thông tin mang cách tính cách chia sẻ. Kính thưa quý vị, cái chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay tạm chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình buổi sáng vào ngày mai. Xin trân trọng kính chào và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.